Ngày 13 tháng 2, Tổ 141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một vụ việc bắt giữ một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tăng vật thu giữ 26 bình kim loại nghi chứa khí cười. Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024, mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thông tin khoảng 23 giờ 40 phút ngày 12 tháng 1, mùng 3 Tết, Tổ công tác Y2141 lập chốt xử lý vi phạm tại đường Kim Mã, đoạn ngang số nhà 41 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29D05XXX có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, nam tài xế ô tô không xuất trình được đăng ký xe, kiểm tra tại khoang chứa hàng của xe, cảnh sát phát hiện 26 bình kim loại chuyên dụng, trong đó có 25 bình chứa khí. Qua đấu tranh, danh tính tài xế ô tô được làm rõ là P.D.H, sinh năm 1999, ở quận Đống Đa. Anh H cho biết các bình kim loại nêu trên đều chứa khí N2O, khí cười. Nam tài xế này đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Tổ trưởng Tổ công tác Y2141 cho biết, thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, bảo đảm an ninh phục vụ nhân dân vui đón Tết an toàn. N2O là loại khí mà một bộ phận giới trẻ thường hay lạm dụng không đúng mục đích để vui chơi, giải trí, sử dụng bóng cười, khi hít vào cơ thể con người có khả năng tác động kích thích mạnh lên một số điểm của hệ thần kinh, tạo ra cảm giác lâng lâng và gây cười sảng khoái. Việc lạm dụng thường xuyên khí N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số chất cấm khác, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Hiện tổ công tác Y2 đã bàn giao P.D.H. cùng tăng vật cho công an phường Kim Mã tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tại Việt Nam, riêng đối với lĩnh vực thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 24/2019/TT-BIT ngày 30 tháng 8 năm 2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Trong đó N2O là một phụ gia thực phẩm có chức năng làm chất khí đẩy, chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất chống oxy hóa, được phép sử dụng trong một số loại thực phẩm như sữa lên men, cream, quả tươi gọt vỏ hoặc cắt miếng, mì ống, mì sợi. Quy định này phù hợp với quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, Codex. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm nói chung và khí N2O nói riêng phải thực hiện tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương và phải đảm bảo yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm, không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn, không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Bộ Y tế cho hay, hiện nay, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O trong vui chơi, giải trí khi hít vào cơ thể con người có khả năng tác động, kích thích mạnh lên một số điểm của hệ thần kinh,